Bên đây. Máy này là chạy motor không không có máy quay tay, cúp điện là mình không bán được đó. À. Mà máy này nhiêu chị? Máy này 6.9 triệu. Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại đây là anh Vũ Thợ Sắt á. Có trước đây có cất những cái căn nhà mà Bùi Hồ có xây những cái căn nhà cho những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì anh Vũ anh nên hỗ trợ về cái phần sắt ha anh Vũ ha. Dạ. Thì hôm nay anh em cùng quay trở lại hoàn cảnh gia đình của chị My. Dạ. Với lại anh Tử để mà hỗ trợ cho gia đình của chị My á, anh Vũ. Dạ. Tại vì mẹ thì mất rồi mà cái bàn thờ thì để nó không có được kiên cố. Dạ. Thì hôm nay thì có nhờ anh qua hỗ trợ để mà mình làm lại cho cái bàn thờ của bà cho kiên cố hơn. Dạ. Thì chị My cũng có nói với em á là nhờ anh qua khoan lại những cái ốc vít rồi đó, để mình bắt anh có đó, biết cái cách để mà mình phụng thờ cho nó đúng không anh Vũ? Dạ. Sáng nay qua cực dữ không anh? Đúng không anh? Dạ hả? Để chạy êm. Anh Vũ thì các nhà thì mỗi một cái ngôi nhà như vậy á, thì anh Vũ thường hay làm cho một cái trang thờ hả anh Vũ? Dạ, dạ. Dạ, thì cái phần này là anh Vũ anh hỗ trợ qua hỗ trợ luôn, mặc dù cái nhà này anh không có cắt. Dạ. Nhưng mà chạy qua mấy chục khoảng 40 cây số từ Đồng Tháp qua đây để mà hỗ trợ làm lại cái trang thờ cho nhà cổ quyền á. Dạ. Cho cái ngôi nhà của chị My. Dạ. À, anh em mình vô đây tới anh giống ha. Dạ, dạ, dạ. À, con chào chú. Dạ. Chú là hôm qua con quên hỏi là chú năm nay chú bao nhiêu rồi? Dạ 62 à. Chú 62 ha. Cô là lúc mất là nhiêu rồi chú? Dạ 56. 56. Lúc đó là cô bệnh gì hả chú ha? Đủ thứ bệnh coi. Dạ. Huyết áp rồi tiểu đường. Dạ. Rồi lúc chết thì dở phổi. Xong chưa anh? Rồi hết hả? Để cái tủ thờ, để cái này lên cái bắn vô cái này để lên trên. Dạ. Cái này kiên cố, ông cụ đóng cũng kiên cố quá ha. Cái đó là cái đó đẹp quá. Đẹp không chú? Đẹp. À chị, bên đây chư vị Phật. Ok. Miếng trần điều của Đạo Hòa Hảo. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây là một cái cơ sở bán máy ép nước mía. Thì ở video clip trước thì chị My và anh Tẩn chồng của mình có nói là sẽ làm một cái việc để mưu sinh, đó là buôn bán hủ tiếu. Nhưng hôm nay á, thì chị nói là do tình hình mặt bằng rồi đó thì không có bán hủ tiếu được, nó rất là khó khăn. Thì chị cùng với anh chồng của mình quyết định là bán nước mía với lại cá viên chiên. Và cái phần hỗ trợ để mưu sinh thì được sự hỗ trợ của chú cô Tâm Nguyễn ở Úc á. Thì hỗ trợ cho chị với một cái số vốn là chị buôn bán. Rất mong cô Tâm Nguyễn ở Úc có xem được video clip này thì có thể liên hệ với Bùi Hồ qua số Zalo 0945 hoặc là Viber 0945 444 151. Tại vì Bùi Hồ cũng đang đợi cô để xin ý kiến của cô về cái phần để hỗ trợ cho gia đình của chị My. Và bây giờ thôi, trước tiên thì sẽ mua cho chị một cái máy ép nước mía. Rồi, em chào chị My. Chào cô bác quý chị đi chị My. Chào cô bác, chứ mấy anh chị Mạnh Thường Quân. Mình bây giờ là lại đây là mình mua máy ép nước mía. Rồi chị chọn máy nào? Máy này đi. Máy này thì sao? Máy này thì nó cũng có motor quay nè, nhưng mà dạng cái là cúp điện mình có thể quay tay mình bán luôn chứ. Còn cái máy bự bên đây? Máy này là chạy motor không không có máy quay tay, cúp điện là mình không bán được đó. À. Mà máy này nhiêu chị? Máy này 6.9 triệu. Em ra đây anh nó nghe rõ. Máy này bao nhiêu? Cái đó 6.950. Còn máy này? Cái này có cỡ này nó có loại 9 triệu mấy với loại 10 triệu mấy. Nhưng mà cái này là cúp điện quay không được. Còn bên đây cúp điện quay được. Bây giờ nhìn này anh mua để cô chú anh chị chung tay hỗ trợ cho chị này bán nước mía thì coi hỏi em có bớt được hay không. Cái này là giá bán tại đây em coi ở đâu đi rồi em có giao được hay không nữa. Ở ngay tại giao được. Xe ô tô đi vô được nè, ở ngay tại thị xã An Châu đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, thị xã An Châu quẹo vô. Lên cầu Chùa Miên á. Cái này em không có thì chỉ giao thôi chứ em không có bớt được. Giao miễn phí hả? Dạ. À. Rồi bây giờ cái này là cần thêm gì không ta? Dạ không, cái đó giờ chỉ cần thêm điện là xài.
Nguyên liệu là xài thôi. Chị My bán nước mía rồi bán cá viên chiên thì sao? Cá viên chiên thì mình có một cái tủ nhỏ riêng. Có cái tủ nhỏ xíu, tủ kiến riêng. Nếu mà không thì mình tự làm ở nhà cũng được. Ở đây là có bán đồ để mà làm thiết kế xe cá viên chiên được không? Tủ thì giống gì nhà lớn nhỏ. Điều chỉ có nhau. Ây da. À, cái tủ này là cá viên chiên đây nè, nè đúng không chị? Nè. Tủ nhỏ này ha. Tủ nhỏ. Tủ nhỏ. Chiếc này là nhiêu? Chiếc này là nhiêu? Chiếc 4 triệu 3 50. 4 triệu 3 là bán cá viên chiên đậu tại chỗ. Còn xe nước mía là 6950. Chị có mua vậy mua xe cá viên chiên luôn không? Nếu được thì mua luôn cũng mua được. Luôn ha. Thì mua luôn cũng được mà. Mua luôn hai xe vừa bán cá viên chiên và vừa bán nước mía luôn. Rồi ok. Tại bây vì cái này cũng tiện là bán tiện đủ nè. Thứ này. Cái này tiện anh Tấn. Anh thì... chiên cá. Anh chiên cá chị bán nước mía. Hợp lý không? Thông tin với cô bác quý anh chị là cái việc mà dọn mặt bằng á là đã nhờ một hàng xóm của gia đình của chị My dọn xong rồi. Và cũng có chỗ bán thì mà hôm nay mới quyết định mua cái này nè. Rồi bây giờ hai chiếc xe có bớt được hay không? Dạ này không có bớt, chỉ cộng lại giao thôi. Chứ giá này giá bán lại đây đáng lẽ là phải phụ tiền xe của em đó. Thôi anh nói hỗ trợ cho chị này bán thì em chỉ bớt tiền xe giao lên trển thôi. Ủa cái này rồi sao cái tủ vậy sao chiên ta? Phải có bếp ga nữa đúng không? Bếp ga thì mình mua ga nhà. Mua bếp ga mini. Bếp ga mini nhỏ với chảo. Cái tủ này thì mua bếp ga mini chiên với lại chảo. Từ anh hỏi nè, em bán xe nước mía gì thì em biết cái nguồn mía không? Mía thì ở đây thì em biết, còn như cạnh trên mình đó thì mình biết chẳng cần cần thì cũng vậy. Có cái chỗ mà chị mà hôm trước mình hỏi mua xe nước mía cũ đó, là mình hỏi chị đó được đó, là tại vì đường nó giao lại tới đó cũng một chỗ đường giao. Rồi bây giờ hai vợ chồng anh Tấn nè xin vô mua hai xe đó được không? Vậy là mừng lắm rồi đó, nhưng mà tại vì chị nghĩ nó mắc quá chị hơi ngại ngại thôi chứ. Không, mua đi. Mua hai chiếc xe đó luôn, bớt được thì bớt, anh không muốn trả giá. Dạ. Vì chị anh em muốn nói gì á, bớt được chút nào nữa thì được bớt dùm, cảm ơn. Dạ cái này em không có bớt được, chỉ bớt tiền xe thôi chứ nhận. Rồi khi nào trở lên? Anh muốn trở nào em trở gì đó à? Thì bây giờ là mình sẽ mua, mình sẽ tính hóa đơn ở đây luôn. Rồi người ta sẽ trở cho mình luôn. Rồi mình hỏi coi là để ở ngoài ngay tại kia hay là đem về nhà trước. Tại vì nhà mình đem ra mình không có phương tiện đem á. À đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ trở ở đâu? Cái đem lại tới cái mặt bằng của cháu nó chỉ đó. Nhưng mà có phải có chỗ gửi? Mình phải có chỗ gửi mới được, không có chỗ gửi đâu. Tại vì mình chưa bán liền. Bây giờ như thế này, tí xíu nó xin số điện thoại của em. Rồi khi nào chở đó thì có mặt bằng chở gỡ chỗ đó luôn. Đúng rồi. Được không? Được. Giờ bây giờ chở rồi, tính hóa đơn cho anh luôn. Cái chiếc xe đó em có dạng hơn, nó có cần cái dạng hơn. Cái nào? Chiếc xe mà thấy á, dạng hơn thì nó 7.950. Thôi vậy được rồi. Thôi vậy được rồi. Thôi vậy được rồi. Vậy thì cũng quý lắm rồi. Ừ, vậy là quý lắm rồi. Tí xíu nữa là bao nhiêu rồi em sẽ đưa chị trước 2 triệu nữa. Rồi để chị đi mua cái đồ lặt vặt. Mua những cái đồ lặt vặt 2-3 triệu nhưng được. Mua chảo nè, mua dầu ăn nè, mua cá viên chiên, đồ hỏi ta cách chiên làm sao. Có người chỉ luôn rồi. Có người chỉ luôn rồi ha. Cái chị mình bán nước mía, ba chị cách giữ bảo quản cho cái viên, dạng như là mình bán mình không hết hay là này kia, mình bảo quản cho nó tốt quá. Để người ta ăn không có bệnh hay là này kia vậy đó. Mình bán được cho nó ngon nữa. Cũng nhờ chị đó, bà giúp, bà chỉ. Anh Nguyễn. Với lại bà nói gì nè, là phải kiên trì với cái nghề là bây giờ khó khăn. Người ta giúp bán đỡ mình là mình hơi ấy, phải kiên trì với cái nghề, phải đi theo. Nãy xe này là 6.950 hay ta? 6.950. Nãy 4 triệu mấy không muốn nghe rõ nữa. Là 10 triệu 1 triệu. Nói chung là hôm nay thì để có được ngày hôm nay thì cảm ơn cô Tâm Trần ở Úc á. Cô có thể xem được video clip này, có thể liên hệ với con. Tại vì trong cái quá trình mà đi châu Phi á, con đã mất hết dữ liệu liên lạc, con tìm cách liên lạc mà liên lạc không được. Thì rất mong cô chú xem được video clip này thì có thể
chia sẻ để cho nhiều người biết về cái hoàn cảnh của Kim hiện tại ha. Mình tổng là 11.300.000. Cái này em có tặng sẵn cho chị là cái thao giá với dao cạo dao thùng. Hay ra cái hóa đơn là 11.300.000. Rồi cầm chị. Mời nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 500. Chị không nghĩ là mua được chiếc xe cáo viên chim đó đâu. Là nghĩ là một cái tủ chiến nhỏ rồi để là một cái bàn rồi mình nấu rồi đó, mình bán rồi đó. 11.500.000 rồi đúng không? 12 13 14 15 là tặng phẩm luôn ha. Dạ. Ở trên đây có số điện thoại. Dạ có. Có số điện thoại này. Khi nào mà có ấy thì chị kêu chở, khi nào đó chở. Dạ. Đây là dạng như chị kiếm được cái chỗ được gửi rồi chị điện thoại cho em nha. Dạ đúng rồi. Rồi chị cảm ơn. Chị muốn chở thì chị có điện cho em chú ở đây, em kêu xe rồi chở lên cho chị. Rồi. Rồi chúc chị cho em cái địa chỉ thì hồi không quên rồi nữa không. Rồi. Bây giờ 11.300.000, 500. 12.000.000. 13.000.000. 14.000.000, 15.000.000. Đây là trích cái phần quỹ của cô Tâm Trần ở Úc á. Thì trước tiên thì con, tại vì con chưa liên lạc với cô về cái tình hình buôn bán của chị My hiện tại, thì bây giờ chị đã chuyển sang một cái nghề được gọi là bán cá viên chiên với lại bán nước mía. Thấy cái nghề đó cũng hợp, tại vì nếu như mà bán hủ tiếu thì nhà xa, nó rất là về vấn đề nước nè, về vấn đề tô chén nè, thì nó rất là khó luôn. Và chắc có lẽ là chị sẽ mua thêm một vài cái bàn, cái ghế gì. Bàn mũ. Bây giờ ở đây có bán bàn nào luôn không? Dạ em có bàn nghỉ nóng rồi, chứ không có bàn mũ thôi. Mua bàn mũ. Là tổng cộng em đưa cái này là 15.000.000 hết luôn á. Cái này chị làm vốn, chị mua thêm một số lật giặt thì có gì cho em hay. Dạ. Đó, cô ủng hộ. Rồi, trích quỹ của cô ủng hộ, tại vì cô ủng hộ còn thêm để hỏi ý kiến của cô như thế nào nữa. Tại vì mình sẽ có một cái số vốn rồi mình buôn bán, mình lấy vốn ban đầu đó. Thì bây giờ trước tiên mình nhận bao nhiêu trước đây rồi em có liên hệ được với cô á thì em sẽ trao tiếp. Còn ngày hôm nay cái công việc của chị lo đó là có một cái địa chỉ cho cụ thể hỏi cái anh hàng xóm á, thì đặng mình chở chiếc xe đó mình gửi nhà ai, mình truyền điện như thế nào, rồi sau đó mình mua bếp ga mới nè, mua chảo, mua dầu, tìm nguồn cá viên chiên, tìm nguồn mía. Đó thì nó mới chặng đường phía trước nó cũng còn khá là nhiều lùm xùm, nhiều thứ. Nhưng mà thôi cố gắng, chuyện gì cũng mình có công ăn việc làm là mừng lắm rồi. Thì chút xíu nữa về nhà chị em tạm dừng đoạn clip này ở đây. Về nhà chị sẽ gặp chị, sẽ quay hỗ trợ phần tiền của một cô ở Mỹ để chờ cho chị hai. Cảm ơn cô Tâm Trần, cô Tâm Trần ở Úc nhiều lắm á. Trời ơi. Mừng dữ không chị? Mừng dữ lắm luôn. Không nghĩ là chị, ban đầu là chị nghĩ chỉ là mình có thể là cá viên chiên là một cái tủ nhỏ đơn giản để lên cái bàn thôi, là không nghĩ là được chiếc xe đó luôn. Không nghĩ là vậy. Trời ơi mừng dữ lắm luôn. Bây giờ chừng nữa mình mua chừng 4-5 cái bàn chừng mấy trăm ngàn à, bàn mũ á, với lại cái ghế một nhỏ ở dưới á. Mình mua khoảng 4 cái thôi, 4 cái với lại 8 cái với lại 16 cái ghế là được rồi. Một cái bàn 4 cái ghế ha. Rồi có gì cho em hay rồi em sẽ hỗ trợ thêm. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Nhớ lấy số điện thoại của chị My cho cái số địa chỉ, hai người tự liên hệ với nhau. Chút xíu nữa con sẽ quay cho cô bác của chị xem tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở chặng đường phía trước.